Thúy Ngân bị soi đeo nhẫn ngay ngón áp út, phải chăng sắp lên xe hoa? Mới hôm mùng 7 tháng 4, Thúy Ngân đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi khoe những món quà cực xịn sò. Hôm nay dân mạng liên tục đào lại hình ảnh vào ngày sinh nhật Thúy Ngân cách đây không lâu. Cô nàng để lộ chiếc nhẫn vàng ở ngay ngón áp út. Đáng chú ý đây lại là chiếc nhẫn thường được các cặp đôi dùng để đính hôn và vị trí đeo nhẫn cũng ngầm như đánh dấu chủ quyền. Nhiều người cho rằng Thúy Ngân đang dần hé lộ bạn trai của mình sau nhiều lần bị đẩy thuyền với hàng loạt sao nam V-bit, là một trong những mỹ nhân duyên dáng của làng showbiz Việt. Cái tên Thúy Ngân bỗng chốc nổi lên trong bộ phim truyền hình ăn khách Gạo nếp gạo tẻ. Thời gian qua cô đã tham gia thêm phim Cây táo nở hoa và nhận nhiều lời khen ngợi từ phía dân mạng. Về đời tư, cô vướng tin đồn hẹn hò Trương Thế Vinh. Dù lên tiếng phủ nhận nhưng nhiều lần cư dân mạng soi được hiên tình cảm của cả hai. Trước đó Thúy Ngân cũng không ngại ngần nói về việc bị vợ chồng Nhã Phương Trường Giang nhiệt tình ship mình với Trương Thế Vinh. Mọi người luôn hỏi tại sao tôi với anh Vinh chưa có phản ứng gì với nhau. Tôi cũng luôn hỏi mọi người tại sao cứ hay ship tôi và anh Vinh. Tôi rất thắc mắc điều đó. Tôi chỉ thấy mọi người tạo khói chứ không có lửa. Tôi và anh Vinh thương nhau như đồng nghiệp thôi. Tôi và anh Vinh cũng làm việc cùng nhau hơn 10 năm. Chắc chắn có tình cảm quý mến. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn trả lời về nguyên nhân khiến mọi người đẩy thuyền mãi mà cô và Trương Thế Vinh vẫn chưa nên đôi. Thật ra tình cảm do cảm xúc đôi men, không thể có một chiều, phải xuất phát giữa hai người với nhau. Tôi không kỳ vọng quá nhiều cái gì sẽ đến, cái gì sẽ không đến. Anh Vinh là mẫu người của rất nhiều bạn nữ, một kiểu người ga lăng, dễ thương, tốt tính, có điều hơi nóng tính. Tôi nghĩ anh ấy là gu của nhiều bạn nữ. Anh Vinh rất hiểu chuyện và đó là lý do tại sao tôi tham gia và làm việc cùng anh Vinh đến tận bây giờ.